nhà. Hôm nay tụi Huyền đi làm đây. Sáng nè, trời đẹp ghê chưa? Trời này đẹp. Dạ. Bắt đầu luôn là đẹp mà. Mùa hè á, cái nhìn cái khung cảnh đẹp lắm các bạn. Nhà ai cũng xanh cây cối rồi á. Xanh tươi tốt. Xíu đồ cho tiệm, xong rồi ra tiệm xẻ cá các bạn. Hôm nay bên Huyền cuối tuần rồi. Tuần này tụi Huyền làm có mấy ngày cả nhà. Nghỉ đi cho Alex tụi này kia đó. Ở đầu năm tới giờ tụi Huyền nghỉ quá trời luôn, làm không có nhiêu hết. Làm chơi. Từ nhà Huyền mà xuống trường Alex cũng gần lắm các bạn. Đó, chạy xe không tới 5 phút đâu. Đây tụi Huyền xuống dốc trường qua lách đây nè cả nhà. Ra chơi rồi đó. Đó, giờ này là giờ ra chơi nè. Là buồn hôm kia. Alex thì tập tay ở đây nè các bạn. Gần lắm. Hôm Huyền bắt đầu trời ấm ấm lên rồi, bớt lạnh lại rồi. Ban đêm bây giờ cũng đủ cộng rồi ha. Còn độ âm giống như hôm bữa nữa. Nắng rất là đẹp. Anh coi nè. Bông lên rồi kìa. Vàng nè. Thường là mấy cái hoa này là bosque là nó nở rồi các bạn. Mà năm nay qua tháng 5 nó mới nở. Mấy cái hoa vàng đó. Bosque là tháng 4 á, tháng 4 là em thấy người ta cắt vô nhà người ta trưng mỗi năm rồi đó. Năm nay tháng qua tháng 5 nó mới nở. Dưa leo nè, ngon không? Dưa leo nè. Một trái này bằng ba trái bên mình đó. Mỡ hồn. Sắp vô mỡ hồn. Các bạn coi ở đây salad nè. Cái này, ở bên đây gọi là ít salad, nó giống như cái bắp cải vậy các bạn. Nhưng mà những cái lá này của nó mềm mà ăn như salad. Y chang như cái bắp cải, nhưng mà hôm nay mình thấy sao mà nó to, chứ mọi khi á nó cũng không có to đến nỗi vậy đâu. Hôm nay nó bự quá, mình bỏ dưa leo ra. Nhìn thấy ngon quá mua. Các bạn coi nè. Một cái như vậy á thì ở trong đó có giá là mình thấy để hình như mười mấy đồng á, thì thêm thuế thì vô chắc cũng cỡ 20 hai mấy đồng các bạn, thì cũng cỡ 50.000 đồng một cái gì nè. Hôm nay tụi Huyền cũng sẽ cá nè các bạn. Ba con ha. Và cá nó tươi nè cả nhà. Con này con đực nha. Con này con đực. Đực á. Đầu dài nè, ốm dài. Dạ. Nó sẽ đây. Thank you.
Tươi ngon ha cả nhà ha. Quá ngon. Này còn có xương nè. Mình gói các bạn. Cái này là mình bán cho cuối tuần. Chút thì mình sẽ bọc riêng từng cục ha. Giờ tạm thời anh bỏ vô cho tủ lạnh giùm em. Giờ làm như đi Hường làm mấy công việc khác nữa các bạn. Bỏ ngăn giữa đi, bỏ ngăn giữa đi. Huyền ra tiệm nãy giờ làm rồi, bây giờ uống viên thuốc vô các bạn, cái cổ Huyền đau quá. Đây nè cả nhà, hũ thuốc thần thánh là đau bụng sổ mũi nhức đầu, cái gì cũng uống nó ha. Đây paracetamol đây, hôm nay Huyền nhẹ nhẹ thì Huyền uống một viên thôi các bạn, còn khi nào mình nặng thì mình uống hai viên. Có thể Huyền ngủ Huyền nằm sai hay sao các bạn, sáng mà ngồi dậy Hường ngốc cái đầu không nổi, lâu lâu bị đơ cổ. Chị nào bạn nào mà bị đơ rồi mới biết ha, mình không có về mình giống như người máy vậy, mình phải quay quay lại mà phải nhẹ nhẹ, nó bị cứng đờ chỗ này nè, sáng nó đau giả men luôn. Xong cái anh Hùng thoa thuốc rồi Hường đi ra đi vô Hường làm ở ngoài vườn chút xíu vậy mà nó đỡ các bạn. Giờ uống viên thuốc vô chậm lại cho nó, Hường làm công việc rồi cho nó nhẹ nhàng chút á. Huyền đang có khách vô nè, 3-4 người rồi. Anh nấu nồi cơm để ngon chị. Vậy anh xớt ra cái nồi đó. Sợ không có đủ cơm mất nè. Nãy giờ tụi Huyền ngồi mà mỗi lần gọi cái là 3-4 cuộc điện thoại một lần rồi. Nó chủ kéo xà ra mẹ. Cái gì con? Nó chủ kéo xà ra mẹ. Kéo được không? Nó còn có dây nữa. Thì kéo lắm mẹ. Hôm nay thì giống người máy đó các bạn. Ý chen người máy khách vô không? Nhóc nhỏ thì nó đi ra gió quá chơi với các bạn, bận áo không kỹ giờ cũng muốn cảm cảm rồi kìa. Thấy trời nắng cái ảnh ham ảnh ra ngoài ảnh chơi. Anh Hùng nè các bạn, người ta đặt hai cái tính tiền một cái nè ha. Vậy không á, Huyền không để ý tính tiền, anh tính tiền anh cũng quên luôn rồi. Để chút ổng đang mình nói là mấy giờ nha. Cái này một cái hay hai cái? Hai cái. Nghe các bạn. Vậy không á. Trời ơi. Vậy không á. Tính tiền là lộn suốt. Mà không có phải lộn mình lời nha các bạn. Lộn mình lỗ mà. Lộn. Tự nhiên lỗ mà. Ừ.
lâu vậy? Vậy hả? Con vô con sạc ấy. Đây này, Hường quay cho cả nhà xem. Hôm nay Hường mua được cái trái xoài màu nó đẹp nè cả nhà. Đó. Hôm nay người ta ăn cái món này mà người ta không có xịt nước sau lên ha. Nước sốt đó các bạn, Hường phải để riêng cho người ta. Nhưng mà Hường muốn quay để cho cả nhà xem cái xoài của Hường á. Hôm nay cái màu nó màu vàng cam các bạn, đẹp thiệt đẹp luôn. Nước chấm. Cái này bơ đậu phộng á các bạn. Chấm với lại gỏi cuốn nè. Ở đây người Na Uy người ta cũng thích ăn cái món này lắm. Nhất là mấy cô con gái á, mê lắm. Không, đặc biệt thấy nó lạ lạ. Để em lấy nước sao riêng. Alex này đi chơi với bạn về giờ cũng than muốn bệnh nữa nè cô chú. Uống đi con. Uống đi. Sáng tới giờ Huyền cũng đau cái cổ mình chết luôn. Cho nên tới lại cuối tuần Huyền cũng nhiều công việc á cả nhà. Thôi uống đi con. Giờ Huyền rãng rãng công việc rồi nè, gần 8 giờ mấy rồi. Uống đi giỏi con. Tới bây giờ đắng vắng rồi đó. Chưa uống mà đắng. Giỏi lắm. Hồi nhỏ ảnh khó uống thuốc lắm. Rồi cái bắt đầu Huyền pha, nhìn lúc này là đỡ nghe cô chú. Chứ hồi nhỏ hả, mỗi lần uống là Huyền phải la làng. Còn la, còn hét ra mà uống mà ội, uống mà ội, uống 3-4 lần vậy mới được. Uống đi. Đó, ngày mai còn dám đi nữa hết. Dám. Đi bệnh kiểu đó đó mà đi. Nãy sao con không uống chén? Quên. Cái mặt, ảnh hơi hầm hầm, ảnh khang tiếng á. Cho nên là mình hay cho ảnh uống chút Paracet vô luôn. Ngọt.
Thật số ủa cái này giúp là bóp cổ vậy cô chú. Mày đau đây nè, chắc tối nay về em kêu anh Hùng cạo gió quá các bạn, nó không có nhúc nhích cái đầu được, khó chịu quá. Mình làm cái là cái vô chỗ mẹ không vậy mẹ? Mình đau tượng đây dài xuống dưới vai á, tối anh Hùng nó thấy rồi ngủ quẹo không bên nhưng mà uống sữa người ta lại. Alex nè, đấm bóp đi, cái tay nhỏ xíu đấm bóp đi. Bụi rồi em à. Ừ. Sao tay nhỏ như thế này ta? Dĩ nhiên cái tay đón nè cô chú. Thấy mình không chạy tôi tới. Tụi Huyền mới đi làm về đây cả nhà. Tụi Huyền không có mở ra ga xe ha, chứ mở ra ga xe là bả vô chổng bả lăn rồi. Anh Hùng thấy nó đi khuất qua đây anh Hùng mới dám chạy vô. Ngồi chờ nãy giờ đó. Ừ, con dễ sợ luôn. Nó canh, nó biết giờ tụi Huyền về cả nhà. Cứ về là thấy chạy ra liền à, hay lắm. Để thấy mà cái khôn lắm, ở ngoài này nó không lăn mà Huyền mở ra ga xe ra. Trời ơi, bả lăn giống như là bả siết vậy đó. Thấy thương quá. Hay, bây giờ tụi Huyền về là trời còn sáng trưng thấy không các bạn? 9 giờ á. Đúng hè là cũng nắng. Ừ. Mấy kia giờ này đi tắm. Ừ. Ê người. Ê người. Ở đây cả nhà bốn mùa rõ rệt đó cho nên nó nhanh lắm. Mới hôm hồi tháng vừa rồi trời Huyền về tối tui tối thích ha. Cái qua tháng này bắt đầu sáng trưng các bạn. Sáng vài bữa là bắt đầu khoảng 11 12 giờ khuya mà còn mặt trời nữa các bạn. Đó. Okay, hết một ngày nữa rồi. Đó, nhưng mà tụi Huyền làm cái mùa này nè, về nhà cái nó cũng đỡ có cái kiểu đỡ nó có buồn hơn á các bạn. Chứ mùa đông mới về cái đầu tối thui cái là leo lên giường ngủ rồi. Đó cứ vậy đó. Còn mùa hè về thì trời còn sáng nè, còn đi vòng vòng ra vườn đồ coi cây coi cỏ rồi ha. Còn mùa đông về cứ tắm rút rút phóng lên giường đắp mền. Còn Bella đây. Bella đây nè cô chú. Đó. Đó, nó gừng nè. Tới gặp Huyền nó đòi ăn dữ lắm. Thì thôi Huyền tạm biệt các bạn tại đây ha. Hẹn các bạn clip khác. Huyền còn đau cục húng các bạn.